Thưa quý vị, nhà thơ Huy Cận tên khai sinh là Cù Huy Cận, sinh ngày 31 tháng 5 năm 1919 trong một gia đình nhà nho nghèo ở một làng quê nằm bên dòng sông Ngàn Sâu, tựa mình vào dãy núi Mồng Gà. Chính những năm tháng tuổi thơ đã nuôi dưỡng tâm hồn thi ca và lòng yêu nước của nhà thơ. Kỷ niệm 105 ngày sinh của ông là dịp để chúng ta tưởng nhớ đến nhà thơ, nhà hoạt động chính trị xã hội, nhà văn hóa lớn. Đã gần 29 năm kể từ năm 1995, lần cuối được đón nhà thơ Huy Cận. Cho đến bây giờ, ông Dương Thế Đạt, xã Ân Phú, vẫn nhớ như in giọng nói đầm ấm, đậm chất xứ nghệ, bước chân nhẹ nhàng, khoan thai, phong cách giản dị, gần gũi của nhà thơ. Ông Dương Thế Đạt cũng là một người may mắn, bởi trong bốn lần nhà thơ Huy Cận về thăm quê, thì cả bốn lần ông đều được trực tiếp đón và đưa nhà thơ đi thăm thú xóm làng, người thân tôi rất vinh dự là được bốn lần gặp nhà thơ quý cần một nhà thơ lớn của dân tộc một nhà thơ lớn của một thời đại ông đã cống hiến cho cả nước những đồng lại trong suy nghĩ và tư duy của tôi đó là ông rất gần gũi với làng quê nơi mà ông sinh ra và ông lớn lên mỗi lần về quê là ông đều đi đến từng gia đình để rồi thăm hỏi và đồng viên mọi người Nhà thơ Huy Cận sinh năm 1919, mất tháng 2 năm 2005, thọ 86 tuổi. Ông sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo thuộc xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Bố ông từng đậu tam trường, làm hương sư. Sau về quê dạy chữ Hán, mẹ quê ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, làm nghề dệt lụa truyền thống. Cả hai đều rất yêu văn trường. Xã Ân Phú nằm dưới chân núi Mồng Gà và bên bờ sông Ngàn Sâu, thượng nguồn sông La là mảnh đất có nhiều trầm tích văn hóa, là vùng đất đã sinh ra nhiều người tài giỏi. Chính mạch nguồn đó đã hun đúc nên một nhà thơ, nhà văn hóa lớn. Hồi nhỏ nhà thơ Huy Cận học chữ Hán ở quê, từ lớp 5 đến hết tú tài toàn phần, ông học ở Huế. Năm 1939, ông ra Hà Nội học trường cao đẳng Nông Lâm. Không chỉ là một nhà thơ tài năng, ông còn là nhà hoạt động chính trị, giữ nhiều trọng trách quan trọng trong bộ máy chính phủ sau cách mạng. Khi mới 26 tuổi, ông được giao giữ chức Bộ trưởng Bộ Canh nông, một trong những vị trí bộ trưởng đầu tiên của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Trong tổng khởi nghĩa giành chính quyền, ông đã cùng các nhân sĩ yêu nước như Trần Huy Liệu và Nguyễn Lương Bằng vào Huế để tiếp quản ấn tín và chấp nhận sự thoái vị của vua Bảo Đại. Những năm 1945-1946 Ông là ủy viên Ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ, sau này làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, rồi Bộ trưởng đặc trách Văn hóa Thông tin trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng, phụ trách công tác văn hóa và văn nghệ. Từ năm 1984, ông là chủ tịch Ủy ban Trung ương Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Ngoài ra ông còn là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 1, 2 và 7. Chủ tịch Đại hội Nhà văn Á Phi, đồng chủ tịch Đại hội Văn hóa toàn thế giới. Ủy viên Hội đồng Chấp hành UNESCO, Phó Chủ tịch Tổ chức Hợp tác Văn hóa Kỹ thuật của Cộng đồng Nói tiếng Pháp (ACCP) và là thành viên Viện Hàn Lâm Thơ Thế giới. Huy cận viết nhiều về thơ, thơ Huy cận thì đã vươn qua khỏi tầm quốc gia và ra là tầm cửa thế giới, thì ai cũng biết. Nói về Huy cận phải biết đến Tràng Giang, nói về Huy cận là phải biết nặng nắng chia nửa bãi chiều rồi vườn hoang trinh nữ xếp sôi lá rầu sưởi buồn con nhìn trắng mau em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây thì thế đường thì phải người ta có thể so sánh huy cần với lý bạch với đỗ phủ với bạch cư dị với thôi hiệu vân vân huy cần về về quê hương với bát nước chè xanh với đồi cơm cà rất yêu thích và rất gần gũi về sự nghiệp sáng tác văn học nghệ thuật Huy Cận là một trong những nhà thơ xuất sắc của phong trào thơ mới. Sáng tác của Huy Cận được chia làm hai giai đoạn với phong cách thơ hoàn toàn khác biệt. Thơ ông là tiếng lòng thiết tha gắn bó với quê hương đất nước, khao khát được công hiến. Nhưng trong thơ ông luôn có nỗi buồn về cuộc đời, về kiếp người, về quê hương đất nước trong cảnh lầm than nô lệ. Từ sau cách mạng tháng 8, ánh sáng của lý tưởng Cộng sản có ý nghĩa như một bước ngoặt lịch sử tiếng thơ huy cận trở nên đam thắm, sâu nặng nghĩa tình, cảnh sắc thiên nhiên trở nên ấm áp, tươi vui. Cả cuộc đời mình ông công hiến cho sự nghiệp cách mạng và nền thi ca Việt Nam đầu thế kỷ 20. Ông giỏi tiếng Pháp, thông thạo Hán Nôm. Nhưng trong cuộc sống thường nhật, ông vẫn giữ giọng quê. Ông luôn dành cho quê hương một tình cảm đặc biệt như ông từng viết. Chim có tổ, người có tông. Chúng ta là các lớp hậu duệ của tổ tiên xem thuộc tộc phả để ghi lòng tạc dạ tinh thần yêu thương đùm bọc lấy nhau của cha ông, cố kết với nhau vì tình nhà nghĩa nước. Trân quý một tấm lòng lớn, những người con đang sinh sống làm việc trên mảnh đất quê hương cũng dành cho ông một tình cảm tràn đầy yêu thương, kính trọng. Nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của nhà thơ thì trường tiểu học An Phú đã tổ chức các hoạt động như tổ chức cho học sinh dọn dẹp rồi dâng hương tại nhà tưởng niệm nhà thờ của Huy Cần. Đồng thời à, thầy cô giáo cũng đến để à, giáo dục các em cái truyền thống cách mạng ở trong thơ của cô Huy Cần. Trong suốt cuộc đời sáng tác của mình, ông để lại cho hậu thế gần 50 đầu sách. Trong đó có nhiều tác phẩm viết bằng tiếng Pháp hoặc được xuất bản ở nước ngoài. Với những công hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và thi ca, Nhà thơ lão thành cách mạng Cù Huy Cận đã được Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương sao vàng, huân chương Hồ Chí Minh, giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Mà dù đi xa, nhưng ông nhớ hết những cái gì xảy ra ở quê hương. Thậm chí có những người mà mới gặp một vài lần nhưng ông nhớ mãi và mang một cái dạng dấp dí dọn và khối hài ở trong đó. Huy Cận có một cái đặc điểm như vậy. Khi nói chuyện về ai thì rất dễ gần, rất dễ thương chúng tôi rất tự hào là những người ừ. thuộc dòng tộc họ Cù Huy mà trong đó Cù Huy gần là kỳ sao sáng. Ân Phú hôm nay đã và đang khởi sắc từng ngày. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là nền tảng để chính quyền và nhân dân xã Ân Phú phát huy được nội lực trong nhân dân, đồng thời tranh thủ được sự đầu tư hỗ trợ từ ngân sách các cấp và lồng ghép các chương trình dự án trên địa bàn. Nhờ vậy, Kết cấu hạ tầng đã được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, nhất là hệ thống hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất dân sinh, sản xuất nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp hiện đại, dần hình thành các chuỗi giá trị, mang lại giá trị thiết thực cho người dân. Kỷ niệm 105 ngày sinh của nhà thơ Cúi Cần, đây cũng là một cái dịp để đảng bộ và nhân dân xã An Phú ôn lại cái ngọn lửa thiêng trên mảnh đất quê hương và cũng phát huy được cái truyền thống quê hương văn hóa của nhà thơ Cúi Cần. Đảng bộ và nhân dân xã An Phú đã đang phát động rất nhiều cái đợt thi đua để lập thành tích chào mừng. Cụ thể như là à, các các hoạt động mà giáo dục truyền thống á, thì tổ chức cho đoàn viên thanh niên, để học sinh đến các nhà trường, tổ chức các cái hoạt động à, ngoài khóa về dân hương, đặt vòng hóa dân hương lễ kỷ niệm tại à, nhà, 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 thơ của à, Quý Cần. Hướng tới kỷ niệm 105 năm ngày sinh nhà thơ Huy Cận, người con đã làm rạng danh cho quê hương. Cấp ủy chính quyền và nhân dân ân phú đang phát động nhiều phong trào thi đua và tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhớ tới ông quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng ấm no mạnh giàu như niềm mong ước của nhà thơ huy cận trong những lần về thăm quê